hết sô-cô-la đâu ha. Ngon hả? Ngon. Hết. Ăn không? Hết rồi. Út mua rồi. Nó có không? Giá tiền nữa, không biết nhiêu tiền ha. Út mua mốt ăn. Mua cho mấy con ăn mà. Út mua rồi không ăn. Chứ sao? Mấy đứa thích ăn út mua, mua quá trời nữa. Mốt đúng mua rồi đó, ăn lại rớt dữ đường. Sô-cô-la trong sân bay, sô-cô-la thiệt đó. Nó mua một bọc bành cây ăn hết luôn. Mua khác đó. Món khác mua gì mà sô-cô-la là quý nhất á. Không còn khác nè. Không. Là bánh nè. Bánh là sách một chì. Sô-cô-la ăn xứng đáng, ăn giết sợ luôn. Còn cút hiếu